Sao bóng chuyền nữ Thái Lan Acharapon khóc như mưa sau trận thắng Nhật Bản. Chúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào trận đấu này. Chúng tôi từng giành chức vô địch, nhưng lúc đó hầu hết chúng tôi còn trẻ. Bây giờ chúng tôi muốn tự mình thực hiện điều đó. Đó là những chia sẻ của Acharapon công rót trong nước mắt sau chiến thắng kịch tính của Thái Lan trên sân nhà trước Nhật Bản tại bán kết của AVC Championship. Cô không cầm được những giọt nước mắt sung sướng khi vừa cùng đồng đội trải qua 5 set đấu cực kỳ căng thẳng. Nhật Bản và Thái Lan đã tạo ra trận đấu hay nhất, hấp dẫn nhất và nhiều cảm xúc nhất giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 tính đến thời điểm này. Chủ nhà Thái Lan vươn lên dẫn sau set 1 với chiến thắng 25-23, nhưng Nhật Bản với khả năng phòng ngự tốt và sự xuất sắc của đội trưởng Shimamura đã đảo ngược tình thế, vượt lên dẫn 2-1 sau các chiến thắng 25-19, 25-20 ở set 2 và set 3. Nửa đầu set 4, chứng kiến thế trận giằng co, bám đuổi từng điểm của hai đội. Khi tỷ số cân bằng là 10 đều, Thái Lan bắt đầu vượt lên nhờ sự đa dạng trong tấn công với khả năng điều bóng khó đoán của chuyền hai Ponpun và những pha đánh uy lực của Acharapon Kongjot và Chatchuan Musri. Nhật Bản dù chơi phòng ngự tập trung nhưng những miếng tấn công thiếu sự đột biến vì phụ thuộc quá nhiều vào đội trưởng Shimamura khiến họ không duy trì được thế trận và phải chấp nhận thất bại 20-25. Bước vào set 5 quyết định, Thái Lan vẫn giữ được lối chơi hưng phấn ở từng vị trí. Ponpun vẫn là điểm nhấn và Chatchuan Musri, người đã ghi 20 điểm, tiếp tục tỏa sáng để đưa Thái Lan giành chiến thắng 15-11, qua đó có chiến thắng chung cuộc 3-2. Với tỷ số các set là 25-23, 19-25, 20-25, 25-20 và 15-11. Một chiến thắng xứng đáng với màn trình diễn mang đẳng cấp châu lục của Thái Lan đã biến cho Nhật Bản trở thành cựu vương. Sau trận đấu, những Ponpun, Acharapon đã khóc vì hạnh phúc với chiến thắng đầu tiên trước Nhật Bản sau 5 năm và thành tích vào chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á sau 4 năm. Màn ăn mừng trên sân của đội tuyển Thái Lan chứng kiến cả nụ cười và nước mắt. Acharapon, người được camera cận cảnh đôi mắt đỏ hoe, đã chia sẻ lý do cô rơi nước mắt. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, chúng tôi đã chiến đấu, không đánh mất chính mình. Tôi khóc vì cảm xúc kìm nén, vì tôi không thể đánh bại Nhật Bản trong một thời gian dài. Đánh bại Nhật Bản là mục tiêu khác chúng tôi muốn đạt được. Trong trận thắng Nhật Bản tại bán kết giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023, Acharapon là một trong những vận động viên chơi xuất sắc nhất của Thái Lan. Số 18 là người ghi điểm nhiều thứ hai của đội chủ nhà Thái Lan với 18 điểm, chỉ sau Chatchuan Musri ghi được 20 điểm. 10 năm trước, Thái Lan trong tư cách là chủ nhà đã giành chức vô địch bóng chuyền nữ châu Á sau khi đánh bại Nhật Bản 3-0 trong trận chung kết. Năm 2019, hai đội lại gặp nhau trong trận chung kết ở giải đấu được tổ chức tại Hàn Quốc. Lần này, Nhật Bản là đội giành chiến thắng 3-1.